motor giảm tốc điều chỉnh tốc độ điều tốc cơ. Thì cái loại này là loại 1,5 kW, quý vị cũng có thể lắp 1,1 kW tương đương nhé, tương đương về kích thước. Thế thì tốc độ của nó là từ 200 cho tới 1000 vòng. Và cái hộp này nó là cái loại này là nó gang toàn phần. Đây gang. Gang, motor cũng gang luôn. Thì là để chuyên dụng cho một số những cái môi trường có chất ăn mòn như là chất chua như là giấm hay là axit nhẹ hay là môi trường có muối hay là môi trường có phân bón. Thì nó rất là lợi cho một số những công ty mà chuyên dụng trong ngành hóa chất ấy. Chỉnh tốc độ thì chúng ta vặn ở đây nhé, trong khoảng từ 200 vòng tới 1000 vòng nha. Đấy, anh chị cần những thông tin thì xin liên hệ công ty Bình Motor số điện thoại 0984601144.